Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một cái món sốt mình có thể tạm gọi là sốt cây kiểu của người Thái Lan chẳng hạn, mà trong đó tôi đã lược bớt một vài thành phần để cho phù hợp với ở Việt Nam mình. Và bây giờ phần nguyên liệu gồm có 15 gram đường thốt nốt. Tôi dùng đường thốt nốt á là để cho vị thanh và vị đậm đà của nó tốt hơn là đường trắng. 15 gram ớt hiểm đỏ, 10 gram bột ngọt, 25 rễ ngò. Rễ ngò này mình băm nhuyễn. 30 gram ớt hiểm xanh, 30 gram tỏi băm, 30 gram bột chanh, 100 gram nước. Các bạn dùng nước sôi để nguội để mình bảo quản được lâu nha. Và 140 gram nước mắm. Rồi bây giờ bắt đầu á thì là tôi sẽ cho nước vào để mình xay đường cho nó mịn ra, tại vì đường á là mình cần phải hòa tan. Cho nên tôi sẽ cho đường và nước này xay cho nó mịn ra trước. Nếu như các bạn nhà mà không có máy xay thì mình chịu khó mình tán bằng tay cũng vẫn được. Rồi các bạn chỉ cần xay đường tan đều thôi là được rồi. Và việc còn lại là mình chỉ việc khuấy tan đều tất cả các gia vị thôi, chứ mình không có làm gì hết. Rồi sau khi mà đường tan đó, bệnh đây có bột ngọt, nó hơi khó tan á, thì tôi cũng sẽ cho vào tôi xay luôn. Và rồi kế tiếp là bột chanh. Sau khi mình xay xong là coi như là cơ bản cái món sốt của mình là muốn xong rồi đó. Tất cả những thành phần còn lại là mình chỉ cần trộn đều là nó tan ra hết à. Và rồi bắt đầu cho nước mắm. Mình cứ khuấy nhẹ tan đều. Và những thành phần còn lại cứ từ từ cho vào thôi. Và rồi, thế là tô nước mắm của mình đã xong. Và thế là cái tô sốt nước mắm của mình đã xong. Cái sốt này mình có thể dùng để trộn xà lách, hoặc là chấm ốc, hoặc là mình bạn nào mà thích ăn cay đó, mình có thể rưới lên cá, mình đem hấp chín cũng được. Chúc các bạn thành công.